Chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay, Cường Khúc Khách sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách làm bánh chuối hấp lá dứa. Bánh ăn dai, vị chuối ngọt, thơm mùi lá dứa rất hấp dẫn. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm thì hôm nay mình sẽ chia sẻ để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để làm món bánh chuối lá dứa đó thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây là chuối. Chuối này là chuối sim nha các bạn. Chuối sim này mình lựa ở đây là 1 kg. Nó cỡ khoảng 2 4 6 8 9, khoảng 9 đến 10 trái nha. Và phải lựa những trái chín nha các bạn nha, mà nó hơi bị lấm tấm đen như thế này nè là cực kỳ ngon luôn. Rồi ngoài chuối ra thì các bạn chuẩn bị thêm cho mình là 130 ml, cái này là nước lá dứa nha các bạn. Các bạn chuẩn bị xay cho mình là cỡ khoảng 150 ml nước với lại 100 g lá dứa ha. Mình xay xong rồi mình sẽ vắt thì các bạn thu về cho mình là 130 ml nước lá dứa này nè. Ví dụ như các bạn muốn làm cái nước lá dứa này để mình trữ đông á, ví dụ như thì các bạn có thể là mình xay một cái số lượng nó nhiều, ví dụ như mình xay một lần là nửa ký lá dứa luôn ha, rồi mình cho nó vào trong ngăn đá tủ lạnh mình bảo quản, khi nào mà muốn sử dụng á thì các bạn cứ lấy ra. Rồi ngoài ra thì mình sẽ chuẩn bị thêm là cỡ khoảng 180 g bột năng nè, ít vani nha. Vani thì nên dùng cái vani dạng nước á các bạn, nó thơm và nó không có bị cái hậu nhẫn. Rồi nước cốt dừa, đường và muối. Nếu mà các bạn thích ăn thêm với lại đậu phộng hoặc là mè đó thì các bạn chuẩn bị thêm chuối thì các bạn cứ việc là cắt lát mỏng cho mình ha. Một cái lát chuối như vậy nó cỡ khoảng từ 2 cho đến 3 mm là được. Ví dụ như các bạn lỡ mà mua cái nải chuối mà chín quá đó thì các bạn về các bạn cho nó vào trong tủ lạnh, các bạn để cỡ khoảng 1 tiếng 2 tiếng là mình đem ra mình làm thì cái chuối nó sẽ cứng hơn ha, mình làm nó sẽ dễ hơn. Chứ còn chuối chín quá thì các bạn cắt nó dễ bị nát lắm. Về cái món bánh chuối này nè, các bạn có thể là dùng chuối sim hoặc là chuối già, chuối sứ cũng được nha các bạn, chuối tiêu cũng được luôn. Nói chung là những cái trái chuối mà nó có cái vị ngọt nó nhiều á thì mình sử dụng mình làm bánh rất là ngon. Rồi chuối sau khi mà mình cắt lát rồi đó, các bạn cho mình vào đây á, là một xíu muối. Đường á, thì ăn ngọt hay là ăn lạt gì đó có tùy thích các bạn. Các bạn có thể cho khoảng từ 2 đến 3 cái muỗng canh đường. Mình cho khoảng 2 muỗng ha. Rồi bây giờ các bạn xóc đều lên, rồi các bạn để cái chuối và cái đường á, cho nó thấm ha, khoảng cỡ 30 phút. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho cái phần nước lá dứa vào đây. Mình nấu cho nó sôi lăn tăn lên nha các bạn. Tất cả những cái loại màu mà thực phẩm như thế này thì các bạn đều có thể trữ đông được hết. Khi nào mà cần sử dụng thì các bạn lấy ra các bạn dùng thôi. Ví dụ như các bạn có thể làm với lại màu hoa đậu biếc nè, màu lá cẩm nè, hoặc là màu gấc đều được hết. Mình đem về mình cứ nấu ra rồi mình trữ đông ha. Khi nào mà cần nấu xôi, nấu chè, làm bánh gì đó các bạn lấy ra các bạn sử dụng thôi, rất là tiện lợi. Và những cái màu này thì các bạn thấy nó an toàn lắm, nó không có hại cho sức khỏe. Rồi sau khi mà mình nấu cái nước lá dứa cho nó sôi lăn tăn lên rồi nè, bây giờ mình cho nó vào trong cái phần đậu, phần bột năng ha các bạn ha, 180 g. Vừa cho thì các bạn vừa khuấy đều lên. Mình cho hết cái phần bột năng nó vào trong cái phần chuối nha các bạn. Cho vào xong thì các bạn trộn đều lên. Mình làm bằng cái nước ấm nóng như vậy á, thì nó sẽ không có bị tình trạng là cái bột nó lắng xuống bên dưới. Thì các bạn ăn bên dưới cái đế bánh á, cái đáy bánh á, nó rất là cứng, tại vì do nó nhiều bột á, còn bên trên thì nó chuối nhiều, nó mềm. Nhiều công thức thì người ta sẽ cho thêm là bột gạo vào đây nữa ha, để cho cái bánh mình ăn nó có cái độ nó bùi bùi á. Còn nếu mà không thích thì các bạn khỏi cho ha, dùng bột năng thôi. Rồi bây giờ cho vani vào đây. Vani thì các bạn cho mình nó cỡ khoảng một muỗng vani thôi. Và giọt vani vào đây cho nó thơm bánh. Nhiều bạn hay hỏi cái chỗ bán cái vani nước này nè, bạn nào mà không biết chỗ mua thì để lại bình luận ha, mình gửi cho các bạn cái chỗ bán cái vani nước. Ban đầu á, cái bước chuối á, thì mình chừa nó lại cỡ khoảng 2 trái nha các bạn, trong 1 kg đó mình chừa khoảng 2 đến 3 trái. Nếu mà các bạn thích cho cái chuối mà lên mặt nó đều nó đẹp á thì mình lấy 2-3 trái đó mình cắt lát mình cho lên mặt ha. Còn không thì các bạn cứ cho chung nó vào hết trong cái phần bột năng này. Rồi bây giờ ví dụ như để hấp á thì các bạn chuẩn bị cho mình mấy cái chén hoặc là mấy cái khuôn cũng được, rồi mình quét một cái lớp dầu ha để cho nó đừng có dính. Mình sẽ múc bánh chuối mình cho vào đây. Mấy cái nào mà mình lỡ múc mà nó đầy quá các bạn nhớ múc bớt ra nghe, chứ không là nó sẽ bị trào ra ngoài á. Khi hấp á thì mình để lửa vừa ha. Rồi bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình nó cỡ khoảng 50 ml nước ha. Mình cho vào đây một xíu bột năng để mình tạo cái độ sánh cho nước cốt dừa. Đây, và nước cốt dừa thì nó phải có cái độ ngọt chút xíu, mình cho cỡ khoảng 2 đến 3 cái muỗng đường. Khoảng 3 muỗng đi ha. Khoảng một cái đầu đũa muối thôi. Các bạn khuấy đều lên ha cho nó tan đường đi. Nước cốt dừa thì các bạn bắt lên bếp các bạn nấu nè, khoảng 200 ml là được nha các bạn.
Mình sẽ cho cái phần bột năng nè, đường nè vào đây. Các bạn khuấy cho tan đi ha, rồi cho vào. Mình nấu cho cái nước khúc dừa mà nó sôi lên. Nó sôi lên thì cái phần bột năng nó sẽ chín. Rồi cái phần chuối còn dư nè, bây giờ mình sẽ cho nó vào trong cái khuôn. Ví dụ như mình không có cái chén nhỏ đó thì cho nó vào trong khuôn. Trước khi cho vào các bạn nhớ là mình trộn đều lên nha. Trải đều cái bánh ra rồi các bạn phủ cái lớp chuối á, ở trên mặt á. Đó thì các bạn chỉ cần cắt lát cho mình nó cỡ khoảng 2 đến 3 trái ha. Mỏng mỏng á là phủ được một cái lớp chuối trên mặt như thế này. Khi mà các bạn hấp cái bánh được cỡ khoảng 10 phút rồi đó thì các bạn nghiêng cái nắp nồi sang một bên ha. Nghiêng cái chỗ nào mà nó đừng có bánh nha các bạn, thì nó sẽ không có bị nhiễu cái nước nó vào cái bánh chuối của mình. Đó thì mình hấp nó cỡ khoảng 25-30 phút đi là bánh nó sẽ chín. Tại vì cái này là nó nhỏ các bạn, nó sẽ chín. Giống như cái này nãy mình chế nó hơi đầy nè các bạn thấy không. Thì nó sẽ bị kiểu như nó sẽ tràn ra ngoài á. Nếu muốn mà đẹp hơn thì các bạn cứ phủ lên khoảng chừng 2-3 lát chuối nữa là nó nhìn nó rất là đẹp ha. Ok ha, mình chờ thêm cỡ khoảng 15 phút nữa cho bánh nó chín. Nhớ là nghiêng cái nắp nồi nha các bạn, cho nó chảy nước ra chứ không là nó nhiễu đầy lên bánh, mặt bánh của mình thì mặt bánh nó sẽ bị nhão. Đây ha, về cái phần nước cốt dừa thì các bạn nấu một hồi thì nó sẽ sánh nó đặc lại như thế này ha. Mình chan lên bánh chuối mình ăn cực kỳ ngon luôn. Thì bánh cái nước cốt dừa sau khi mà nấu xong các bạn nhớ lấy cái nắp các bạn đậy lại nha. Rồi bánh của mình sau khi mà hấp chín rồi đó các bạn, bây giờ mình gấp ra để thử bánh chín hay chưa. Các bạn có thể dùng cái đũa các bạn xăm vào, cái tăm hay cái đũa gì cũng được ha các bạn. Các bạn xăm vào rồi các bạn rút lên. Nếu mà các bạn thấy cái đũa mình nó khô ráo nè, nó không có dính cái bột nữa đó, là cái bánh mình nó chín rồi. Gấp ra là các bạn để nguội ha. Rồi mình sẽ cho cái bánh lớn vào đây. Này các bạn cũng hấp cho mình nó cỡ khoảng nửa tiếng nha. Đây bánh chuối của mình sau khi mà hấp xong luôn rồi đây nè các bạn. Mình để cho nó nguội chút xíu ha. Mình lấy bánh ra, mình cắt, mình ăn. Nó khi ăn thì các bạn có thể là mình chuẩn bị thêm một ít cái đậu phộng rang hoặc là mè các bạn. Các bạn rang vàng lên, rồi mình rưới nước cốt dừa lên ha. Mình rắc đậu phộng, rắc mè nữa là mình ăn thôi, rất là ngon. Cái bánh này thì các bạn để cho nó thiệt là nguội nghe. Để nó nguội thì mình ăn, thứ nhất là nó mềm, cái thứ hai nữa là nó có bánh, nó có cái độ giòn giòn, ăn rất là ngon. Chứ các lúc mà vừa nó còn ấm ấm thì các bạn đừng có ăn. Ăn thì nó sẽ có cái độ mềm mà nó, chứ nó không có được cái độ giòn. Đó, bánh chuối nè các bạn, bánh chuối hấp lá dứa, thơm cực kỳ luôn, thơm mùi lá dứa lắm. Ok ha, thì hy vọng rằng qua video này Cường Khúc Khích đã chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món bánh chuối hấp lá dứa. Hy vọng rằng là các bạn đã thích món ăn này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.